Hi, xin chào mọi người. Mình là Natalie. Hôm nay mình gửi đến các bạn một chủ đề về tarot tình yêu nhé. Và chủ đề của chúng ta là thông điệp tình yêu dành cho bạn lúc này. Chúng ta có 3 tụ bài từ trái qua phải nhé. Các bạn tụ 1 là cái bao, và các bạn tụ 2 là cây đèn lồng, và các bạn tụ 3 là cái vòng. Rồi. Các bạn chọn nhé. Rồi, mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ thứ nhất. Xin chào các bạn tụ thứ nhất. Chúng ta sẽ nói về chủ đề tarot tình yêu, đó là thông điệp tình yêu dành cho bạn lúc này. Mình làm một cái trải bài rất là ngẫu nhiên để xem là cái năng lượng tình yêu của các bạn trong khoảng thời gian này như thế nào nhé. Để mình xem. Mình vừa nhận được một cái tin nhắn. Các bạn đợi mình tí xíu nha. Mình nhận được một cái tin nhắn như thế này, đó là: em hãy bình yên đi, rồi em sẽ lấy lại sự hồn nhiên. Có nghĩa là các bạn sẽ lấy lại rất là nhiều thứ. Những cái sự hồn nhiên, những cái sự vô tư, lạc quan của các bạn, không những là trong khía cạnh tình yêu, mà còn là trong khía cạnh của toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Và các bạn sẽ lấy lại rất là nhiều những cái cá tính của mình. Các bạn lấy lại cái sự đam mê, nhiệt huyết của bản thân mình. Và mình nhận được một cái thông điệp nữa, là trong cái khoảng thời gian này á, năng lượng của các bạn, năng lượng tình yêu á, là năng lượng của cái gọi là tình yêu thương nhiều thứ trên đời, và trong đó bao gồm tình yêu lãng mạn nhé. Và tình yêu lãng mạn của bạn á, là hỗ trợ cho các bạn rất nhiều luôn, trên cái phương diện là nâng cao tần số rung động đó. Và mình thấy được là các bạn không những lấy lại cái sự trẻ trung của mình, mà các bạn còn tăng lên cái sự sáng tạo của bạn. Mình chưa biết cái thông điệp tình yêu của các bạn nó cụ thể như thế nào, nhưng mình đang thấy cái nguồn năng lượng về tình yêu của các bạn có cái sự tổng quát như vậy. Năng lượng của các bạn á, là giống như lấy lại chính bản thân của mình trước, rồi tình yêu của các bạn sẽ đến. Và tình yêu các bạn sẽ có sự vô tư, thuần khiết, giống như là trong những tháng ngày mà chúng ta mới bước vào giai đoạn mà chúng ta biết yêu á. Các bạn có accelerate motion. Mình đang thấy là các bạn đang có một cái sự rất là cực kỳ là có sự kiên định đó các bạn, có sự kiên định, có sự quyết tâm trong cái việc là các bạn sẽ vươn tới cái ước mơ của mình. Có nghĩa là tất cả những cái thử thách mà vừa qua, nhưng tất cả những cái thử thách, những cái sóng gió mà các bạn đã đi qua, thì hầu như nó không có làm giảm đi sức mạnh của các bạn, mà còn làm tăng sức mạnh của các bạn. Các bạn không hề vì những cái thử thách vừa qua mà từ bỏ đi cái sự hy vọng, từ bỏ đi những cái ước mơ của mình. Và mình đang thấy được là các bạn đang bắt đầu lấy lại cái sự hy vọng của mình vào trong rất là nhiều những khía cạnh trong cuộc sống. Không phải là các bạn đang trong ở cái dòng năng lượng là tin tưởng 100%. Mà nói như thế cũng không đúng nhé các bạn. Tức là mình vẫn thấy khoảng 80-90% nào đó là các bạn tin vào tất cả những sự hy vọng của mình. Còn 10-20% còn lại không phải là các bạn có sự nghi ngờ vào trong cái ước mơ của mình đâu, mà các bạn xem như đó
là một cái sự tính toán cho cái sự rủi ro nào đó có thể xảy ra. Tức là các bạn có thực tế, các bạn có ước mơ cao, ước mơ lớn, nhưng các bạn không có gọi là đánh mất đi cái khả năng tính toán thực tế. Tức là các bạn vẫn chừa một số ít phần trăm còn lại, được gọi là chừa đường lui á, có nghĩa là các bạn rất là thực tế ở đây. Cái này được gọi là các bạn phân tích vấn đề dựa trên cái lý trí, cái sự tỉnh táo của mình. Kể cả là trên cái phương diện tình yêu nhé. Tức là bạn và một ai đó, các bạn yêu nhau, và cái khả năng các bạn tiến được đến với nhau hay không, là các bạn sẽ là cần phải có những sự chuẩn bị gì, và các bạn đoán trước được là cái để bạn đến với cái người yêu của mình thì có thể là các bạn sẽ gặp những cái sự thử thách nào. Các bạn có nghĩ đến những cái sự thử thách đó để mà các bạn sẽ cùng nhau là cố gắng phấn đấu cho bản thân của mình như thế nào để có thể bảo vệ được tình yêu của mình. Là các bạn có suy nghĩ đến cái vấn đề này rồi, bởi vì các bạn đã ở trong dòng năng lượng có sự trưởng thành á, có sự trưởng thành. Cho nên các bạn sẽ không có để cho cái dòng cảm xúc nó lên quá cao. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta đang kìm cái cảm xúc của mình đâu nhé. Mà giống như mình đang nói cái năng lượng lúc đầu của các bạn á, là các bạn sẽ lấy lại được cái sự hồn nhiên của mình. Đó, nhưng mà các bạn có tính toán những cái sự thử thách, những cái sự rủi ro để là các bạn sẽ chuẩn bị đối diện với những sự thử thách như thế nào, để bạn có thể là nắm tay được người yêu của mình mà cùng đi chung một con đường đó. Còn các bạn độc thân á, các bạn độc thân hoàn toàn trong cái khoảng thời gian này, những bạn mà hoàn toàn chưa có đối tượng luôn á, thì bạn không còn giống như cái giai đoạn trước nữa rồi. Giai đoạn trước á, có một vài những cái tình huống nào đó xảy ra trong cuộc sống, thì đôi khi các bạn còn nghi ngờ liệu là hạnh phúc có đến với mình không. Thì cái thời điểm này bạn đã chuyển qua một cái trạng thái khác rồi, một cái trạng thái khác là trạng thái của một cái sự tự tin và kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn đang rất tự tin để mà hy vọng rất nhiều là mình sẽ có một cái sự hạnh phúc, và bạn sẽ phấn đấu bản thân của mình như thế nào để mà có được hạnh phúc. Cũng như nếu như các bạn thấy có những cái cơ hội trong tình yêu đến với mình á, thì các bạn sẽ giống như là có một cái sự chuẩn bị, có một sự chuẩn bị về bản thân rất là nhiều thứ để mà các bạn đón chào những cái cơ hội trong chuyện tình cảm đến. Các bạn có awareness, đây là ông magician đó các bạn. Ông the magician là đại diện cho một cái nguồn năng lượng được gọi là rất là tự tin luôn, rất là tự tin với tất cả những gì là của họ, tự tin với những gì là của họ, tự tin với cái sự khác biệt của họ luôn đó các bạn. Ở đây mình thấy có một người sẽ bước vào trái tim của bạn nhé. Sẽ có một người bước vào trái tim của bạn, và mình thấy được cái người này tuổi có thể là bằng hoặc là lớn hơn các bạn nhé, bằng lớn hơn. Và mình thấy cả hai bạn luôn đều nằm trong cái lứa tuổi trưởng thành, có sự, một bên đều nằm trong cái lứa tuổi trưởng thành, và các bạn có những cái sự nghiệp riêng. Một người thì mình thấy có một sự nghiệp rất là vững, và đang rất tự tin vào cái hành trình sự nghiệp của mình. Và mình thấy cái người đến với các bạn á, là những người đã đi qua nhiều những chặng đường trong cuộc đời, cho nên họ có cái sự thấu hiểu vô cùng với cái cuộc sống này. Và mình thấy được á, đến cái giờ phút này thì cái năng lượng của họ là gì? Là năng lượng của lòng biết ơn đó các bạn. Lòng biết ơn á, là tức là họ đã thấu hiểu những sự việc, và họ đã nhìn thấy hết tất cả những cái góc độ nhìn của một sự việc á, cho nên họ không có khái niệm được gọi là trách móc hay là lỗi lầm gì nữa.
hỏi xem á, lỗi lầm của chính họ hay là lỗi lầm của mọi người, mọi người mà từng có duyên trong cuộc đời của họ, thì đó là tất cả những điều đó nó cũng chỉ là một trong những thành phần của cuộc sống mà thôi. Bởi vì cái người mà đến với cuộc đời các bạn á, thì cái người này có một cái sự thấu hiểu rất nhiều ở cuộc đời này rồi, và họ giống như mình nói, các bạn thấy ở trên đây á, là cái đỉnh đỉnh đầu của họ là luân xa vương miện á, có sự mở rất là nhiều, phát triển rất là nhiều các bạn. Cho nên hỏi xem lỗi lầm hay là tình yêu thương là cũng là những phần của cuộc sống thôi. Cho nên và tất cả chúng ta đều đi qua những cái chặng đường phải là có lỗi lầm rồi nhận ra sai lầm của mình rồi có sự hoàn thiện. Đó là những chặng đường mà tất cả chúng ta đều đi qua để đến cái gọi là trưởng thành. Cho nên cái người mà đến với các bạn á, là một cái người mà có những cái sự trưởng thành vô cùng các bạn, có một cái sự thấu hiểu, một cái sự tinh thông rất là nhiều trong cuộc đời, và cũng là một người rất là tài năng. Bây giờ khi mà bạn gặp họ thì bạn sẽ thấy trên gương mặt của họ có cái nét phúc hậu vô cùng, có cái nét phúc hậu, có những nụ cười, có cái sự phấn khởi, và có những cái ánh mắt nhìn á, những cái ánh mắt nhìn mà bạn nghĩ rằng á là bạn sẽ thấy được á, là họ họ có sự thấu hiểu về các bạn rất nhiều. Còn các bạn đang trên một cái chặng đường á, đang trên một chặng đường có một cái sự khởi đầu trở lại, có những sự bắt đầu, có những sự làm mới lại rất nhiều. Hay là các bạn đang trên cái chặng đường gọi là các bạn hồi sinh, hoặc là các bạn chuyển tiếp sang một cái giai đoạn mới, một cái chương mới trong cuộc đời. Hoặc một số bạn á, thì các bạn đang ở trong cái chặng đường bước vào cái giai đoạn phát triển thứ hai trong cuộc đời. Và mình thấy các bạn đang đặt ra những cái ước mơ cao, và các bạn đang đang gọi là tập trung đúng vào cái việc mà đạt đến cái ước mơ của mình. Cho nên còn đến cái ước mơ của các bạn đó, còn cái người người đến với cuộc đời các bạn là một cái người mà có cái sự kiên định vững chắc, gốc rễ sâu dày trên trên cái con đường công danh sự nghiệp của họ rồi. Đó các bạn, rồi bạn thì đang đang từng bước nhận ra cái chân lý, nhận ra chân lý phương hướng, đang trên con đường đi tìm cái gọi là lòng biết ơn và sự thấu hiểu. Còn cái người đến với cuộc đời các bạn á, thì là họ đã vững chắc trên cái con đường lòng biết ơn và sự thấu hiểu rồi. Các bạn có triumph phần và success, triumph phần success, một cái sự thành công, một cái chiến thắng ở đây ha, sau một cái quyết định quan trọng của các bạn. Ở đây thì mình thấy được cái là có một cái yếu tố được gọi là một cái sự suy nghĩ sáng suốt, một cái quyết định quan trọng được đưa ra, một cái bước ngoặt lớn đến với câu chuyện tình yêu của các bạn á, nó có đang xen với cái gọi là phát triển sự nghiệp riêng, hoặc là đang xen với cái gọi là nhìn nhận ra một cái quan điểm, một cách sống riêng của cả hai bên các bạn. Rồi. Mình thấy là đây là một cái nguồn năng lượng tình yêu này của bạn á, là một cái nguồn năng lượng của cái tình yêu nó còn mới lắm các bạn. Tại vì các bạn thì đang nhìn vào ước mơ của mình, còn cái người này là đang sống gọi là trong cái thực tại á, đang rất là thực tế, là một cái người rất là thực tế. Họ quan niệm của cái người bước vào cuộc đời các bạn á, là tôi sẽ kiến tạo ra tương lai của mình dựa trên những gì mà tôi đang làm cho hiện tại. Đây chính là quan điểm của cái người bước vào cuộc đời các bạn nhé. Và mình thấy là thời điểm đây là một nguồn năng lượng mới, hoặc là hiện tại các bạn đang tìm hiểu nhau, hoặc là trong một khoảng thời gian gần nữa cái người này sẽ bước vào cuộc đời các bạn. Cho nên nguồn năng lượng này là mới nhé các bạn. Và thời điểm mà các bạn có sự quen biết nhau cũng là một cái thời điểm nó đánh dấu một cái sự thành công nhỏ, đánh dấu một cái sự thành công nhỏ đối với bạn, và một cái sự thành công tiếp theo với cái người mà bước vào cuộc đời bạn đó. Tại vì khi thời điểm các bạn gặp nhau thì nó có liên quan đến cái yếu tố
một cái quyết định quan trọng đưa ra, một cái chiến thắng, một thành công, hay là một cái sự thay đổi theo chiều hướng rất là tích cực liên quan đến một cái quan điểm sống của bạn, hoặc là một cái phương hướng mới, một cách sống mới, đó, nó có liên quan đến yếu tố này. Rồi. Ví dụ mình sẽ đưa ra một ví dụ như thời điểm mà bạn gặp cái người này là cái thời điểm mà bạn đang suy nghĩ đến vươn tới cái ước mơ của bạn, và bạn đang triển khai cái kế hoạch vươn tới ước mơ của mình. Còn thời điểm cái người này gặp bạn là thời điểm đó là thời điểm mà họ đang xử lý một cái việc gì đó trên cái chặng đường sự nghiệp của họ, và họ xử lý được thành công đó. Cho nên cái sự gặp gỡ của các bạn cái duyên gặp gỡ của các bạn nó đi kèm với một cái sự thành công, một cái vận may trong cái cuộc đời của hai bạn. Rồi, mình tiếp nhé. Các bạn có Five of Cups. Six of Pentacles. Các bạn có Seven of Pentacles. Những cái lá bài rất là tốt. Rất là tích cực luôn. Có một cái sự chênh lệch một chút về cái nguồn năng lượng á. Bên kia thì cái người mà bước vào cuộc đời các bạn á là một cái người rất là vững vàng trên cái con đường sự nghiệp, tiền bạc, vật chất, kiến thức, tài năng, có sự vững vàng hơn, và kiểu như kể cả về cái mặt nhận thức á, các bạn, kể cả về cái mặt nhận thức, tri thức, cái sự hiểu biết á, sự trải nghiệm trong cuộc đời luôn đều là có phần hơn các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm là các bạn cũng không phải là kém nhé, các bạn không phải kém họ nhiều đâu. Kiểu như là các bạn có non hơn họ một chút ở cái nguồn năng lượng, một có thể các bạn nhỏ hơn họ vài tuổi, hoặc là các bạn chưa không phải là một cái người mà có quá nhiều cái sự trải nghiệm, hoặc là các bạn không phải là kinh qua một cái sự học hành sâu dày được như họ, nhưng bạn cũng là đang trên cái hành trình phát triển, đang trên cái hành trình gieo trồng, đang trên cái hành trình mà các bạn không ngừng học hỏi. Cho nên là mình mới nói bạn cũng không phải là thua kém họ nhiều đó. Ở đây mình thấy là thời điểm mà các bạn gặp họ thì cũng là một cái thời điểm, để mình tí nha, mình làm như thế này các bạn bị ít thấy các lá bài á, để mình dời nó qua đây đi. Chờ mình tí nha. Đây này các bạn. Thời điểm mà bạn gặp họ là thời điểm mà bạn vừa vượt qua, nằm trong cái khoảng thời gian mà các bạn vượt qua một cái sự tổn thương cũ, là một cái câu chuyện tình cũ, hoặc là một cái sự tổn thương nào đó trong cái tình thân hoặc là tình yêu cũ nhé. Các bạn đang trên con đường chữa lành, các bạn cố gắng chữa lành, nhưng cái sự nghĩ về cái sự tổn thương nó cũng còn nhiều. Và khi cái thời điểm bạn gặp họ, giống như cái nguồn năng lượng của họ rất là tốt các bạn, cái nguồn năng lượng rất là tốt, và họ có góp phần trong cái sự chữa lành của bạn nữa. Cho nên sau đó là bạn được chữa lành và bạn bắt đầu có cái sự tái lập lại gieo trồng trở lại cái công danh sự nghiệp á, cái tiền bạc vật chất, và mình thấy là các bạn có những cái sự thu hoạch luôn, có những cái sự thu hoạch rồi. Giống như cái nguồn năng lượng của cái người này không phải là giúp các bạn trực tiếp, nói như thế nó cũng không đúng nữa, tức là họ có một cái sự hỗ trợ nào đó cho các bạn, nhưng nó có liên quan đến cái phương tiện tiền bạc vật chất á,
Theo hai cách, có thể là trực tiếp, có thể là gián tiếp. Gián tiếp ở đây có thể là do cái nguồn năng lượng của họ là cái nguồn năng lượng của các sự may mắn và các sự chữa lành. Khi cái nguồn năng lượng của họ đến với cuộc đời các bạn á, thì tự nhiên là bạn được chữa lành cho các vết thương cũ, và cái sự may mắn về cái tiền bạc vật chất cũng đến với các bạn luôn. Ở đây mình còn thấy một số trường hợp ít, trường hợp này là trường hợp ít thôi nhé. Một số trường hợp ít các bạn á, là các bạn có sự xây dựng tình cảm với họ, và có thể là sẽ có thành viên nhỏ, là các bạn sẽ có tin vui về một cái thành viên nhỏ ra đời nữa đó. Các bạn có nạp cups là 9 ly các bạn. 9 ly các bạn nghe tarot nhiều, các bạn nhớ nó rồi đó. Cái tên của nó là giấc mơ thành hiện thực á. Được đại diện á, cái này nó mang ý nghĩa được đại diện như là cái ông thần đèn mà đem đến cho chúng ta một điều ước á. Ông tặng các bạn một điều ước. Các bạn có starship. Có một số bạn ở trên con đường chữa lành nữa nha, hoặc là các bạn có năng lượng chữa lành mà không biết là các bạn có nhận ra chưa. Các bạn có Two of Cups, có một cái sự cam kết cao trong tình yêu của bạn. Năng lượng tình yêu rất là tuyệt vời đến cho các bạn tụ một. Năng lượng tình yêu rất là tuyệt vời. Một số bạn là nằm trong cái nguồn năng lượng là có thành viên thứ ba. Thành viên thứ ba là em bé. Là trước rồi sau đó các bạn sẽ vào cái sự cam kết với nhau là đính hôn, kết hôn. Còn một số trường hợp các bạn á, là các bạn có cái sự quen biết nhau, sau đó là các bạn tiến đến một cái giai đoạn á, là các bạn củng cố cho cái công danh sự nghiệp, tiền bạc vật chất ở một cái mức độ vững vàng nhất định, rồi sau đó là các bạn sẽ tiến vào đính hôn và kết hôn. Đó chính là năng lượng tình yêu của các bạn trả bài tụ một ha. Ở đây thì mình thấy cái người này bước vào cuộc đời các bạn á, là họ đem đến cái sự hạnh phúc cho bạn luôn. Cái phía chủ động của họ là rất nhiều. Có một số trường hợp các bạn là họ kéo các bạn lên nhanh luôn á. Các bạn là những người mà ban đầu là năm cốc đúng không? Năm cốc tức là các bạn còn đang chịu ảnh hưởng của một cái nguồn năng lượng trước đó, tình thương hoặc là tình thương, tình thân hoặc tình yêu trước đó. Là các bạn còn chịu ảnh hưởng của nguồn năng lượng tổn thương đó, cộng với cái việc là các bạn vực dậy cho bản thân á, bạn cố gắng vực dậy cho bản thân, nhưng mà nó song hành các bạn, nó song hành là mình vừa nỗ lực vực dậy mà vừa bị tác động của cái năng lượng năm cốc. Thì cái người này đến á, thì giống như là họ tác động vào cái gọi là tám gậy á, tức là họ kéo các bạn đi nhanh. Họ kéo các bạn vươn lên một cách rất là nhanh chóng. Cho nên các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy cái giai đoạn mà các bạn cố gắng tự mình để mà vượt qua cái tổn thương năm cốc đó, cái giai đoạn đó nó rất là dài so với khi cái người này bước vào cuộc đời các bạn. Cái người này bước vào cuộc đời các bạn thì các bạn vụt lên rất là nhanh, giống như là họ đến và nắm tay kéo các bạn lên rất là nhanh luôn, để các bạn đạt đến cái sự chữa lành và cái sự hạnh phúc. Cho nên mình mới nói cái người này đến là đem hạnh phúc đến cho bạn. Ở đây một số các bạn tụ một còn là những người starship, tức là các bạn có khả năng chữa lành. Cái năng lượng của bạn á, bạn sống theo cách của bạn thì đó là cái cách sống chữa lành á, và cái việc sống theo cách của bạn nó làm lây qua cho người khác, tức là bạn chỉ cần sống theo cách của bạn thôi, người khác nhìn vào và người ta bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng này của bạn và người ta sẽ được chữa lành. Đây là một cái nguồn năng lượng đặc biệt ha. Cho nên mình mới nói là các bạn tụ một có thể là các bạn biết được mình có nguồn năng lượng chữa lành, và các bạn cũng có thể làm trong cái lĩnh vực chữa lành cho người khác. Chữa lành ở đây là các bạn có thể làm bất kỳ hình thức nào nhé, nhưng mà các bạn đem đến một cái nguồn động lực á, khiến cho người ta phải vươn lên trong cuộc sống đó. Và rồi các bạn có To Be Fair,
các bạn có loại hoa trái tim chân thành nè các bạn. Just to be torn. Wow. Năng lượng tình yêu các bạn tụ một rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn. Sắp có một cái sự cam kết chính thức đến với các bạn luôn á. Có một cái sự cam kết chính thức nha. Ở đây có liên quan đến cái việc á, các bạn sẽ chính thức gọi đăng ký kết hôn rồi kết hôn với nhau á. Tại có liên quan đến giấy tờ nè. Và cái trường hợp này là mình thấy nó nhiều nhất. Còn cái việc mà các bạn gọi là tìm lại được sức mạnh của bản thân á, hồi phục, chữa lành cho nhau, phấn đấu phát triển, và các bạn có một cái cảm giác là phần thưởng đã đến với cuộc đời của mình rồi, công bằng công lý đã đến với cuộc đời của mình rồi, thì không phải đến giờ phút này các bạn mới nhận ra đâu. Các bạn đã nhận ra được một khoảng thời gian rồi, cho nên cái to be fair ở đây thì mình thấy nó liên kết với cái gọi là giấy tờ trong cái hôn nhân của bạn á, trong cái hôn nhân sau này của bạn, tức là các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn các bạn có sự đăng ký kết hôn á, đăng ký kết hôn với nhau. Và ở đây cái người này rất là chân thành với các bạn ha, chân thành từ đầu, từ giây phút ban đầu quen biết các bạn cho đến sau này đây, trái tim của họ rất là chân thành ha. Rồi, và ở đây là cái sự thật đang được nói ra, tức là bạn thấy là năng lượng tình yêu các bạn á, đang đi theo cái hướng mọi chuyện đang có ngày càng có sự rõ ràng vô cùng, tức là lời trái tim muốn nói á, lời trái tim muốn nói thì sẽ là chuẩn bị nói với các bạn rồi, tức là lời trái tim muốn nói, lời từ người này muốn nói là họ đã có một cái sự lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng giờ ngày nào là họ sẽ đến và nói với các bạn rồi. Rồi, chúng ta sẽ xem thêm một vài cái thông điệp là vũ trụ các thiên thần sẽ có một cái lời nhắn nào cho tình yêu các bạn nhé. Rồi, ở đây á, thời điểm hiện tại nha các bạn, thời điểm hiện tại đó. Rồi, các bạn có là last quarter moon ở thiên bình nè, ở đây chúng ta cũng có thiên bình và cự giải ha. Make time for self love, các bạn tiếp tục là chữa lành, yêu thương, phát triển bản thân, tập trung vào trong bản thân, và khi nào mệt mỏi thì các bạn dừng lại nghỉ ngơi bồi dưỡng sức lực để có cái sự reset lại cho cái ngày tiếp theo. Cho nên trong cái lúc các bạn mệt mỏi thì các bạn đừng có suy nghĩ cái gì tiêu cực, đừng có suy diễn hay là suy nghĩ cái gì xa xôi cả, mà là các bạn cứ tập trung vào trong bản thân thôi, mệt thì nghỉ ngơi. Đó là vũ trụ muốn nói với các bạn như vậy. Bồi dưỡng bản thân, làm reset lại bản thân về tinh thần lẫn thể lực ha. Rồi, ở đây chúng ta còn có thông điệp là push through any insecurity, có nghĩa là các bạn hãy cứ tiếp tục phát triển bản thân của mình và đi xuyên qua tất cả những cái sự lo lắng, những cái sự bất an. Tại vì các bạn biết được á, những cái chúng ta đi xuyên qua cái sự lo lắng, cái sự bất an á, là con đường đi đến cái sự trưởng thành, và hầu như cái con đường đi xuyên qua sự lo lắng, sự bất an đều là cái chặng đường mà chúng ta phải đi qua thì chúng ta mới trưởng thành á, và không ai trong chúng ta là có thể tránh khỏi cái con đường này cả. Cho nên họ muốn nói với các bạn, thật ra đây là một cái con đường mà dù muốn dù không, tất cả chúng ta đều sẽ phải đi qua để mà đi xong cái con đường, đi xuyên qua sự lo lắng, sự bất an là đến cái hành trình của sự trưởng thành. Cho nên là bạn hãy thấy cái con đường đó nó cũng chỉ là một con đường bình thường thôi, bởi vì tất cả mọi người đều phải đi qua cái con đường đó. Các bạn có slow down đây nè các bạn, các bạn hãy đừng kiểm soát mọi thứ. Rồi, ở đây chúng ta có back to what you love, có nghĩa là ở đây muốn các bạn tập trung vào, đừng kiểm soát mọi thứ, các bạn nghỉ ngơi nhé. Đừng suy nghĩ cái vấn đề gì quá nhiều, để rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta bị xuống sức lực, hoặc là chúng ta thậm chí có thể mất ngủ, hoặc thậm chí có một số trường hợp các bạn còn ngủ mà gặp những
giấc mơ mà làm cho các bạn mệt thêm á đó. Thì ý là cái đó nó chỉ là một cái gọi là mất cân bằng ở cái cảm xúc, cái tâm lý mà thôi. Cho nên mới nói là các bạn hãy tập trung vào cái việc là phục hồi bản thân nhiều hơn nữa. Và các bạn hãy tập trung vào những điều á mà các bạn yêu. Tức là những điều mà các bạn có cái sự yêu thương trên đời này á, các bạn hãy tập trung vào cái điều đó. Cùng một cái năng lượng đó, các bạn hãy tập trung vào tất cả những gì mà các bạn muốn có, các bạn muốn đạt được. Tập trung vào cái việc vun đắp, xây dựng, bảo vệ cái tình yêu của mình. Đừng đừng dùng cái nguồn năng lượng đó để các bạn tập trung vào cái gọi là những cái suy diễn cho những gì mà nó không có thực tế, nó không nằm trong thực tế mà nó chỉ xuất phát từ cái sự lo lắng của chúng ta mà thôi. Thì như thế nó sẽ rút cái năng lượng của các bạn. Cho nên rất là rõ ràng ở đây ha. Các bạn hãy hồi phục, bồi dưỡng lại năng lượng của mình và tập trung vào những gì mà chúng ta mong muốn có được và chúng ta mong muốn bảo vệ. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 1 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là người chọn cái đèn này nhé. Mình để đây nha. Chúng ta sẽ nói về chủ đề tarot tình yêu, là thông điệp tình yêu dành cho bạn lúc này. Mình nhận ra được một cái tin nhắn mà không nghĩ sao mình nhận ra được, có mình cảm nhận là nó chỉ là một phần trong cái tin nhắn thôi. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại không có nhận ra được trọn vẹn cái tin nhắn á. Rất là kỳ lạ. Mình thấy là có một cái tin nhắn gửi đến bạn là hãy cứ tiếp tục bình yên, hãy cứ giữ cái nguồn năng lượng bình yên, hãy cứ như vậy và có nhiều điều mà sẽ không như cách các bạn nghĩ, tức là có những điều nó rất là gây cái sự ngạc nhiên và bất ngờ cho các bạn sẽ đến. Và mình không không rõ là cái sự bất ngờ này nó sẽ diễn tiến như thế nào nhé. Cho nên mình mới nói với các bạn là không hiểu sao mình thấy được có một phần trong cái tin nhắn. Mình có cảm nhận được là cái đoạn sau á, trong một phần cái tin nhắn của các bạn là một cái điều mà gây sự bất ngờ cho các bạn rất nhiều, và các bạn sẽ thấy có cái sự thú vị ở trong đó, bởi vì đó là một điều rất là tích cực, rất là lạc quan, và nhưng mà nó lại không theo nó sẽ do không giống như cách mà các bạn sẽ suy đoán ra đâu. Nó có mang yếu tố của cái sự ngạc nhiên. Ở đây các bạn có triumph, chiến thắng. Đây là thông điệp của cái sự giành chiến thắng đó các bạn. The Chariot tức là, để xem coi năng lượng của bạn và của họ ha, của bạn hoặc là của họ. Thì các bạn nghe xem cái nguồn năng lượng này là của ai. Rồi, các bạn đợi mình tí nha. Mở đầu mà có một cái sự chiến thắng là các bạn thấy cái cách mà lá bài ra nó cũng gây cho các bạn một cái sự ngạc nhiên rồi đó. Tại vì chúng ta đang nói về tình yêu. Tình yêu thì có nghĩa là trong trong cái tư thế của chúng ta đang sẵn sàng đón chào những cái thông tin nó sẽ liên quan đến cái cảm xúc như thế nào. Đó. Và tự nhiên cái thông điệp đầu tiên là trả lời cho chúng ta là một cái sự chiến thắng, một cái sự thành công. Các bạn thấy cái cách mà bài ra nó cũng gây cho chúng ta một cái sự bị bất ngờ nữa. Mặc dù cái thông điệp nó rất là vui, nhưng rõ ràng là bất ngờ, tại chúng ta đang cứ nghĩ rằng
những cái thông điệp mà liên quan đến cái cảm xúc nó sẽ là ra đầu tiên. Cho nên mình mới nói với các bạn khi mà mình cảm cái năng lượng của các bạn tụ hai á, là mình thấy có cái gì đó nó hơi ly kỳ á. Các bạn có universe các bạn có một cặp đôi rất là rõ ràng, dù hiện tại các bạn tụ hai là các bạn đang độc thân, hay các bạn đang đơn thân, hay là các bạn đang có đối tượng tìm hiểu, hoặc là các bạn đang yêu nhau. Thì mình muốn nói là các bạn luôn có một cặp đôi. Cho nên các bạn đang còn độc thân á, và những bạn đơn thân là các bạn đừng lo lắng. Bởi vì cái hành trình tình yêu của bạn á, là hành trình các bạn sẽ có người đồng hành. Các bạn sẽ có một cặp đôi. Các bạn sẽ có một cặp đôi nhé. Cho nên các bạn không có đơn thân mãi, các bạn không có độc thân mãi. Trên hành trình tình yêu của bạn á, các bạn sẽ có được cái sự chiến thắng và cái sự trọn vẹn, cái hạnh phúc trọn vẹn vô cùng. Bởi vì hai cái lá đầu tiên là hai cái lá lớn, hai cái lá mang thông điệp là hai lá ấn chính. Một bên là Chariot, là một cái chiến thắng vinh quang. Một bên là Universe, tức là The World các bạn. The World cũng là một cái sự chiến thắng, một sự thành công, một sự hoàn thành xuất sắc. Rất là tuyệt vời. Rồi, ở đây á, mình thấy các bạn tụ hai, hai cái nguồn năng lượng nó mạnh ngang nhau. Các bạn có Chu Squally, thú vị vô cùng luôn. Các bạn đều là những người gọi là năng lượng mạnh ngang nhau. Các bạn có sự tự tin vào chính bản thân của mình. Ông Charot này á, là được ví như một chiến binh. Một chiến binh các bạn. Còn bạn á, là Universe thì cũng tương đương với một nữ thần rồi. Cho nên nguồn năng lượng các bạn á, được gọi là ngang nhau, tài năng ngang nhau, sự độc lập, tự tin, dựa vào chính mình của các bạn ngang nhau. Cặp đôi các bạn á, cặp đôi của các bạn á, yêu thương nhau á, rất là yêu thương, rất là lý trí, rất là tỉnh táo trong tình yêu. Các bạn á, các bạn yêu nhau nhưng các bạn vẫn có cái sự tỉnh táo. Yêu nhau rất nhiều, cái cảm xúc rất nhiều, nhưng mà các bạn không có gọi là yêu mù quáng, không có để đánh mất lý trí trong tình yêu, và các bạn không có quên đi những cái vai trò, cái trách nhiệm của các bạn với những thứ khác khi mà các bạn yêu nhau. Cho nên mình mới nói cái yếu tố của cái sự độc lập, tự tin ở nơi các bạn rất là cao, và các bạn cũng là những người đang có những cái vai trò rất là quan trọng trong những cái lĩnh vực khác nữa, chẳng hạn trong gia đình riêng của bạn, hoặc là trong gia đình lớn của mỗi bên á, hoặc là trong cái công việc sự nghiệp của bạn, hoặc là các bạn đang có cái ước mơ hoài bão, lý tưởng, mục đích sống, ý nghĩa sống của riêng các bạn rồi. Bên đây ông Charot này á, là các bạn biết ổng luôn là một cái người luôn có một lý tưởng sống, và cái người Charot này á, là ổng đã xác định được cái lý tưởng sống của ổng từ thời, có thể là từ thời nhỏ lận. Đây là năng lượng của bạn hoặc của họ nha, của bạn hoặc của họ. Thì mình cứ mặc định đi, mình cứ mặc định cái nhân vật nữ thường thì mình sẽ nói là các bạn, còn cái nhân vật nam thì mình sẽ nói là họ. Nhưng mà nhiều khi các bạn nam xem á, các bạn nam xem trải bài thì cái năng lượng bên đây là năng lượng của bạn nha. Rồi, cho nên là các bạn hãy cứ liên kết vào trong cái năng lượng của mình. Thì với họ là cái người này đã xác định được cái ước mơ hoài bão, cái lý tưởng của họ từ rất sớm các bạn. Từ rất sớm, có thể từ lúc thanh thiếu niên là họ đã nhìn thấy cái ước mơ hoài bão của họ rồi. Tại vì The Chariot luôn là một chiến binh xung trận á. Chiến binh xung trận, cho nên là cái người này họ có một cái ranh giới xác định trong cái lý tưởng của họ. Tình yêu là một chuyện, trách nhiệm với gia đình lớn là một chuyện thứ hai. Họ có những đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp là một chuyện khác nữa. Và cái lý tưởng sống của họ là một chuyện khác nữa. Người này có ranh giới xác định rõ ràng. Cho nên đến với tình yêu của họ với bạn thì họ sẽ không có quên. Họ không quên đi các trách nhiệm khác của họ. Cho nên đôi khi bạn sẽ thấy có một cái sự rất là rõ ràng ở đây. Là lúc trong cái khoảng thời gian mà họ tập trung, họ làm việc á, thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ thấy cái phong cách của họ là một cái người cực kỳ tôn trọng cái lý tưởng công việc của mình, chứ họ không phải là một cái người để cảm xúc chi phối
cho họ trong cái lúc mà họ làm việc. Đôi khi bạn sẽ thấy cái điều này. Và mình thấy được là đây là một cái nét, một cái đặc điểm mà họ gây cái sự thu hút với bạn, tức là bạn bị thu hút bởi điều này. Bởi vì khi bạn thấy cái người này, phong cách họ làm việc á, họ như một chiến binh, như một vị anh hùng, là một người có trách nhiệm, có tình yêu dành cho công việc. Và chính cái điểm này á, là một cái điểm mà cực kỳ quyến rũ ở họ. Đó chính là cái mà họ quyến rũ bạn đấy. Đó các bạn, cho nên mình mới nói là cái người yêu của bạn á, là một cái người xác định lập trường, xác định cái lý tưởng sống từ rất sớm. Có những cái nhân duyên nào đó trong cái cuộc đời của họ mà từ giai đoạn họ còn nhỏ, còn trẻ, là họ đã có một cái sự trưởng thành ở cái mặt xác định lý tưởng rồi á các bạn đó. Còn bạn á, là bạn đang đang trong cái hành trình xác định cái lý tưởng của mình, và cho đến giờ phút này bạn đã xác định được rồi, bạn đã nhận ra cái lý tưởng sống của mình rồi, bạn đã nhận ra rồi, bạn đã biết được cái phương hướng của mình, các bạn biết được là bạn sẽ phát triển lên đến đâu, mục đích ý nghĩa sống của bạn như thế nào, bạn đã xác định được rồi, và bạn đang rất hài lòng với cái phiên bản của bản thân hiện tại. Thật sự phiên bản của bạn hiện tại là một cái phiên bản rất là lý tưởng các bạn, bởi vì cái năng lượng các bạn tỏa ra là năng lượng của cái gọi là cực kỳ tự tin vào trong chính bản thân của mình, sống theo cách của mình mà không sợ bất kỳ một cái sự phán xét nào á. Và các bạn gọi là thông minh, linh hoạt, năng động, rất là sôi động. Dùng từ sôi động không đúng rồi đó. Tại vì bạn thấy nhìn cái gương mặt trên đây là có một cái sự trầm tính và chững chạc, trưởng thành mà. Cho nên năng lượng của bạn là năng lượng của sự hồi sinh, của sự năng động, nhưng không có nghĩa là các bạn quá sôi động và ồn ào nhé. Các bạn không có tỏ ra cái nguồn năng lượng của cái sôi động và ồn ào đâu. Nhưng mà cái năng lượng của bạn giống như bạn quét đến đâu là hồi sinh đến đó, là lây lan cái nguồn năng lượng của cái sự hồi sinh đó, của cái sự mà lấy lại sức sống qua cho người khác. Và cái thời điểm này là thời điểm của Universe, đúng không? Tức là bạn đang ở cái giai đoạn sẽ bước vào một cái chặng đường thứ hai, một cái chặng đường của cái sự phát triển tiến đến một cái phiên bản cao hơn nữa đó. Bạn hoàn thành xuất sắc một cái chặng đường vừa rồi á, một cái sự nỗ lực rất nhiều vừa rồi là bạn đã có sự hoàn thành xuất sắc. Còn cái người các bạn yêu á, giai đoạn các bạn có sự gặp gỡ nhau đúng không, thì cái người bạn yêu á là một cái người mà vừa trải qua một cái chặng đường nó có nhiều những cái sự vất vả vô cùng, và họ đã chiến thắng, mà đằng sau có chỉ sự chiến thắng đó là một cái sự vất vả nỗ lực rất là nhiều. Rồi, mình thấy họ mang cái nét đẹp á, họ mang cái nét đẹp nó có cái sự từng trải, có cái sự phong trần. Còn bạn á thì bạn mang cái nét đẹp có cái sự chỉnh chu. Bạn thích thể hiện cái phong cách của cái sự sang trọng. Để mình xem nha. Cái phong cách chuyên nghiệp, và mình thấy là các bạn rất là giỏi ở cái khâu make up nè, trang điểm, cái cách các bạn trang điểm chuyên nghiệp, đẹp, phù hợp. Là cái phong cách bạn tỏ ra là cái phong cách rất là sáng, rất là tỏa sáng á. Hiện tại các bạn còn đang bị chi phối bởi nhiều những cái vai trò, những cái trách nhiệm trong cái con đường sự nghiệp. Tại vì các bạn đang trên đà phát triển hết và có nhiều những cái cơ hội mới đến. Cả hai bên các bạn luôn đều có nhiều những cái cơ hội trong công việc sự nghiệp đón chào các bạn. Nhưng mình thấy là các bạn không có vội vã trong cái việc các bạn sẽ đưa ra quyết định là lựa chọn những cái cơ hội mới đến nào. Mình thấy các bạn cũng không có bị lung lay, các bạn cũng không bị nôn nóng, không bị vội vã, mà các bạn nhìn thấy những cái cơ hội chào đến với mình đó. Và các bạn cũng hết sức là tỉnh luôn, rất là tỉnh táo, rất là từ từ và không có gì vội vã cả. Thậm chí là những cái cơ hội mới đến bạn có không nắm bắt thì cũng không sao, bởi vì các bạn đã đang rất tự tin với cái hành trình do các bạn tạo dựng, các bạn gây dựng ra rồi. Cho nên
cái việc mà những cái cơ hội mới thêm vào nó chỉ là cái phần thêm vào, thêm một cái sự thú vị nào đó trên cái hành trình sự nghiệp của các bạn mà thôi. À, chứ nó không phải là giữ cái vai trò gọi là quyết định quan trọng ha. Còn giữ vai trò quyết định quan trọng là những gì mà các bạn đã đang gây dựng đó. Rồi, rớt ra luôn ha. Các bạn có six of cup. À, từ từ. Để mình dời ở đây nè. Chứ thôi là các bạn không có thấy được lá bài nhiều. Six of cup. Để đây nha. Các bạn có nine of wands. Các bạn có cái ngang nhau về mặt năng lượng ha. Rồi. Để mình tí. Có một vấn đề nào đây ta? Eight of cups. Đây là một người từ từ các bạn nha. Có một số trường hợp như thế này nè. Có một số trường hợp các bạn tụ hai là các bạn còn một chút vương vấn hoặc lâu lâu nhớ về một cái người yêu cũ, một cái câu chuyện tình cũ trước đó. Và các bạn chưa có tập trung á, kiểu chưa có tập trung vào hoàn toàn với cái người yêu, với lại cái ông này, cái người yêu mới này. Đó, cho nên là giữa hai bạn đang có một vấn đề ha. Cái ông người yêu mới này của các bạn là một cái người là khi mà xuất hiện trong cuộc đời của bạn á thì người ta quay hẳn về phía các bạn. Họ quay hẳn về phía các bạn, nhưng mà các bạn thì nhìn lại cái quá khứ của mình. Các bạn tức là các bạn có người ta thì quay hẳn về phía các bạn, còn các bạn á là còn vấn vương cái người yêu cũ của mình. Và sau đó thì cái ông này á là Eight of Cups, tức là giống như là ổng có một cái gọi là không phải là tức là có một cái chuyện gì đó là hai người đang bắt đầu giống như có một cái khoảng lặng, một cái khoảng tạm dừng. Ông này thì muốn là muốn xem xét cái câu chuyện tình cảm này như thế nào, và tức là để cho, không phải là ép buộc các bạn á, tức là họ đến với cuộc đời các bạn nhưng không phải là có một cái xu hướng ép buộc là bạn phải quên hẳn người yêu cũ đi, mà họ đang muốn có thời gian, đang muốn có một khoảng tạm dừng để xem chúng ta có thật sự là yêu thương nhau hay không. Đó, người ta, cái người này muốn như vậy, để xem là bạn có thật sự là yêu thương, chấp nhận và muốn đến với họ hay không. Họ muốn biết là bạn với người yêu cũ là như thế nào, hai người trước đó là có yêu thương nhau nhiều hay không, và hiện tại bạn còn muốn quay về với cái người yêu cũ của bạn hay không, hay là bạn sẽ tiếp nhận tình cảm của họ một cách tự nhiên, tự nguyện. Thì cái người này muốn biết như vậy, cho nên họ cho một cái khoảng tạm dừng lại để cho các bạn có sự suy nghĩ thật là chín chắn. Và trong cái khoảng tạm dừng đó thì họ cũng muốn biết rằng là trái tim họ như thế nào. Họ yêu thương các bạn, và họ cũng muốn là cái khoảng tạm dừng đó để họ kiểm tra lại xem cái tình cảm của họ là như thế nào. Tức là họ muốn biết là họ có vững chắc, có chín chắn hay chưa. Đó, tức là họ cũng muốn kiểm tra lại bản thân của họ, và họ muốn có một cái sự thả lỏng để cho bạn, để xem cái quyết định của bạn là như thế nào. Bạn chọn chờ đợi yêu thương gì đó với người yêu cũ của bạn, hay là bạn sẽ tiếp nhận họ, và nếu có tiếp nhận họ thì sẽ là một tiếp nhận có tự nguyện hay không. Tức là họ muốn biết như vậy. Và trong khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian để mà họ kiểm tra lại kỹ cái tình cảm của họ là như thế nào. Còn cái giai đoạn đầu gặp bạn thì hầu như họ hướng hoàn toàn 100% về phía bạn ha.
Các bạn có The World, trời năng lượng các bạn rất mạnh nha. The World này đó là lặp lại hai lần rồi nha. Các bạn có The Star, ồ. Các bạn có Five of Wands. Đây là năng lượng mà lên nhiều về phía bạn á, đang lên nhiều về phía bạn. Đến đến thời điểm này thì mình thấy là bạn chỉ còn có một chút cái sự lâu lâu hơi, có một chút hỗn loạn bối rối trong tâm trí mà nó còn nhỏ lắm, bởi vì cái năng lượng của Five of Wands mà. Five of Wands là một cái sự hỗn loạn mà nhỏ thôi ở trong tâm trí của bạn. Rồi mình thấy là cái phần lớn còn lại thì bạn đang rất tự tin là chính mình, bạn cũng không có nôn nóng, bạn cũng không có nôn nóng. Mình thấy là bạn không có nghĩ nhiều về cái người yêu cũ nữa, có là chẳng qua bạn suy nghĩ đến rồi, bạn xem như đó là một cái kỷ niệm đẹp á, một cái kỷ niệm đẹp, và nhớ lại cái người yêu cũ nó cũng chỉ là cái sự nhớ lại với một cái sự gọi là tôn trọng thôi, tôn trọng một người cũng từng là có gọi là một thời chúng ta đã yêu nhau á, là các bạn có một cái nhìn của cái sự tôn trọng vào đó thôi, chứ mình thấy là các bạn không có gọi là muốn níu kéo. Các bạn không có đặt sự hy vọng, các bạn không có đặt cái sự chú tâm vào cái người yêu cũ, mà hiện tại cái sự chú tâm của bạn á là bạn chú tâm vào trong bản thân của mình, bởi vì bạn muốn thành công hơn nữa, bạn muốn trở thành một cái phiên bản xuất sắc hơn nữa, rồi bạn muốn bạn tỏa sáng ha, bạn muốn bạn tỏa sáng rực rỡ luôn trên cái hành trình phát triển cá nhân, trên cái con đường phương hướng, trên cái cuộc sống mà bạn lựa chọn theo cái cách sống như thế nào, thì bạn đang tập trung cái nguồn năng lượng vào đây, bởi vì bạn đang muốn tỏa sáng, bạn đang muốn độc lập tỏa sáng. Và lâu lâu nó sẽ có một vài mình không thấy là một cái sự sự hỗn loạn gì đó nó quá lớn nhé, tại vì năm gậy là bạn bạn chiến đấu với bản thân thôi, chứ cái trường hợp này bạn không có chiến đấu với người khác. Bạn chỉ là chiến đấu với bản thân. Đó. Một vài điều gì đó mà bạn còn đang suy nghĩ một chút. Rồi, để mình tiếp nha. Còn đối với cái người yêu mới, đối với cái người yêu mới thì là bạn không không suy nghĩ quá nhiều, không có suy diễn cái câu chuyện, mà bạn đã có một cái sự thấu hiểu vào cái gọi là năng lượng tình yêu rồi á, cho nên bạn đang trong cái trạng thái cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình thì mà thì mình nên nên tập trung vào những gì là của mình đó, chứ các bạn không có để phân tán cái nguồn năng lượng nữa. Cho nên bạn đang để cho cái câu chuyện tình yêu mới này của mình nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên, sẽ diễn ra một cách tự nhiên, có một cái sự thả lỏng ở đây, các bạn không có để cái nguồn năng lượng của cái sự trói buộc ở đây. Vì sao các bạn có thể làm được như vậy? Bởi vì các bạn đã gọi là cực kỳ giác ngộ rồi. Giác ngộ ở đây ý mình muốn nói á, là một cái sự độc lập tự tin á, kiểm soát cuộc đời mình, kiểm soát cái cảm xúc của mình. Các bạn có mending vào. Wow. Các bạn thì đang thả lỏng. Các bạn đang thả lỏng, các bạn không có gọi là theo cái dòng năng lượng của cái sự trói buộc, của sự trói buộc, đang thích thả lỏng, bởi vì cái sự thả lỏng giống như là một cái sự thú vị á, nhưng mà thiên thần thì lại đang sửa chữa, các thiên thần đang sửa chữa nè. Các thiên thần đang tạo một cái sợi dây liên kết giữa bạn với cái người yêu mới của bạn. To be fair. Wow, để mình xem coi chuyện gì nha. Các bạn co-create. Có sự kết nối các bạn. Mình đang thấy là các bạn có cái sự các bạn có đồng minh, các bạn có đồng minh. Các bạn sẽ là một cái cặp đôi và các bạn sẽ là đi bên nhau á, đồng hành trên nhiều cái phương diện của cuộc sống, cùng nhau làm nhiều việc. Các bạn cùng nhau làm nhiều việc, hầu như trong bất kỳ cái chuyện việc, trên bất kỳ cái hành trình nào thì hầu như các bạn sau này rồi cũng sẽ là đồng hành cùng với nhau, cùng xử lý.
Cái giai đoạn độc lập á là cái giai đoạn trước khi các bạn quen nhau và trong cái lúc các bạn tìm hiểu nhau luôn là cái giai đoạn độc lập, tức là độc lập cho mỗi hành trình riêng của bạn bạn với là cái người yêu nè. Rồi sau đó có một cái khoảng thời gian mà các bạn gọi là tạm ngừng nghỉ, một khoảng lặng, giống như hồi nãy mình phân tích đó. Thì sau cái khoảng thời gian đó thì có một cái sự sửa chữa từ các thiên thần, tức cái này nó giống như cái các bạn thường hay gọi á, các bạn gọi là thời vận cũng được, các bạn gọi là định mệnh cũng được, các bạn gọi là bánh xe số phận quay cũng được, hoặc là các bạn gọi là thiên thần kết nối các bạn lại cũng được. Đó thì tại vì cái thông điệp mending này nó mang cái ý nghĩa như vậy, nó mang ý nghĩa là có một cái sự tác động của những cái thế lực khác, tức là thiên thần vũ trụ có một cái sự liên kết các bạn lại với nhau. Cho nên đây là một yếu tố bất ngờ, yếu tố bất ngờ chúng ta đã cảm nhận được cái nguồn năng lượng ngay từ đầu luôn rồi đó các bạn. Lúc mà các bạn chọn á là đã thấy cái yếu tố bất ngờ rồi, nhưng mà lúc nãy mình có nói là mình không rõ cái yếu tố bất ngờ gì đó. Vì sao bất ngờ? Bởi vì cái này nó đâu có nằm trong cái lý trí của bạn đâu, đâu có nằm trong kiểm soát của bạn hay là của bên kia đâu. Đây là sự can thiệp của các thiên thần mà, cho nên làm sao chúng ta đoán trước được. Đó thì các bạn có được một cái sự kết nối trở lại ha. Các bạn vui vẻ trở lại, các bạn thấy cân bằng cuộc sống trở lại. Đó, và sau này các bạn sẽ đồng hành, lúc nào cũng là ở bên nhau á, đồng hành với nhau trên mọi phương diện. Nhưng mà bạn thấy nè, các bạn đồng hành cùng với nhau, nhưng mà cái đây là con hổ đúng không? Con hổ ngồi đây rất là kiểu độc lập, kiểu tự tin cái vị trí của họ. Con cú nó ở đây và nó cũng rất là độc lập, rất là tự tin cái vị trí. Đó là cái cặp đôi các bạn vui như vậy á, các bạn sẽ đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà trong cái sự đồng hành mọi phương diện luôn á các bạn, có thể là các bạn sau này còn làm việc chung với nhau, nhưng mà trong cái công tác làm việc chung á thì có một cái sự phân định á, rất là vui, tại vì các bạn là những người lý trí, là phân định ra việc này là của ai làm thì cái người đó làm, việc kia là của cái người kia, có một cái sự phân định rõ ràng. Giống như là chúng ta đang hợp tác làm ăn với một cái đối tác, thì cái mối quan hệ hợp tác á, các bạn sẽ thấy nó là có một cái sự phân định rất là rõ ràng á, và cặp đôi các bạn cũng vui như vậy luôn á, đồng hành cùng nhau làm việc nhưng mà các bạn rất là lý trí, có một cái sự phân công với công việc rất là rõ ràng. Rồi, mình tiếp là xem thiên thần vũ trụ nói gì về tình yêu các bạn nha. Các bạn có full moon xử nữ, take inspire action, hãy hãy làm những hành động truyền cảm hứng. Các bạn có new moon ở song ngư, add turn to the vibe, hòa mình cùng với vũ trụ. Wow, không biết có nhận xét lầm về các bạn không nhỉ? Hình như có vẻ đang nhận xét thiếu rồi chứ không phải lầm. Mình thấy các bạn rất là lý trí, các bạn lý trí và các bạn logic, đây là cái nguồn năng lượng mà chúng ta đã thấy từ đầu trải bài đến giờ đúng không? Cho đến cái lá thông điệp xử nữ xuất hiện cũng vậy, cũng đều là logic và lý trí. Năng lượng của xử nữ rất là logic, lý trí các bạn. Qua đây thì có năng lượng của song ngư xuất hiện là các bạn là những người thực sự ở sâu trong trong lòng là những người cực kỳ giàu cảm xúc. Và thật ra đôi khi cái cảm xúc của các bạn nó còn lấn át lý trí nữa, cho nên mình mới đặt vấn đề là không biết có nhận xét lầm về các bạn không, chứ thấy cái phần cảm xúc cũng rất nhiều. Ở đây các bạn có nhiều những cái sự thơ mộng lắm nha, các bạn có cùng chung một cái đặc điểm, đó là các bạn thích tìm hiểu về về thiên nhiên, về vũ trụ, về chiêm tinh học chẳng hạn, rồi về những cái huyền bí, về những cái quy luật của cuộc sống của tự nhiên, hoặc là các bạn thích khám phá thiên nhiên, hoặc là các bạn cùng chung một cái sở thích, đó là các bạn cùng nhau đi đến cùng đi du lịch cùng đi du lịch cùng với nhau để khám phá những cái cảnh thiên nhiên á, những cái nơi mà nó rất là thiên nhiên đó. Nhưng mà các bạn yên tâm, logic và lý trí là những từ không thể sai cho các bạn đâu, vì các bạn có năng lượng của xử nữ mà. Ở đây có nói là các bạn sẽ có cùng nhau để mà thực hiện những hành động mà gây truyền cảm hứng nữa đó nha. Truyền cảm hứng nữa, có thể là các bạn là những người á,
có thể là nguồn động lực cho nhiều người nữa. Tại mình thấy các bạn có xu hướng sống thích có cộng đồng, có nghĩa là bạn không thích hưởng hạnh phúc cho riêng mình đâu, mà các bạn sẽ là có sự hỗ trợ hoặc là có một cái sự hạnh phúc chung với nhiều người, chung với cộng đồng. Các bạn sẽ góp một phần nào đó của bản thân để là kéo mọi người lên, kéo tinh thần mọi người lên, để cho có một sự hỗ trợ là để mọi người họ cũng nhận ra được cái sự hạnh phúc của họ. Các bạn có like, attract like, sự thu hút. Cái này nó nói về, bạn hiểu cái thông điệp này, luật hấp dẫn cũng được. Các bạn hiểu là nâng cao tần số rung động để đạt đến một cái sự thu hút nhiều điều đến với cuộc sống của mình. Cũng đúng luôn, đó. Rồi bạn hiểu cái thông điệp này theo là lòng biết ơn với cuộc sống, hoặc là nhận ra những cái khía cạnh đẹp, những cái khía cạnh tích cực lạc quan trong cuộc sống, là cũng hợp với cái thông điệp này luôn. Hoặc là các bạn hiểu cái thông điệp này theo cái ý nghĩa là tư duy mở, các bạn nghĩa là chúng ta đang nhìn cái cuộc sống theo cái góc độ khác đi, thì các bạn sẽ thấy mọi chuyện trên đời là mình có thể dùng cái từ gọi là vẫn có thể nhìn được cái góc độ mà có thể, dù là các bạn trong tình huống nào đó. Có thể ở đây là cái từ có thể. Mấy bạn có hiểu như thế thì cũng được. Chẳng qua là do mình đang đắn đo cái năng lượng làm mình sợ lạc vào cái sự kiêu ngạo thôi. nhưng mà chắc không sao đâu. Ở đây chúng ta có demonstrate love, có nghĩa là thể hiện tình yêu. Ở đây là demonstrate love, thể hiện tình yêu rồi. Ở đây muốn nói là các bạn hãy thấu hiểu người yêu của mình nhiều hơn. Thấu hiểu người yêu của mình nhiều hơn, bởi vì cái câu này, cái thông điệp này mình nghĩ là rất cần thiết cho cặp đôi các bạn tụ hai luôn á. Bởi vì các bạn độc lập, khi người ta độc lập tự tin á, đôi khi người ta bị thoáng quên đi cái cảm xúc của đối phương. Các bạn hãy là, cho dù chúng ta có độc lập tự tin như thế nào, các bạn chúng ta vẫn là một cá thể cảm xúc á. Chúng ta vẫn có lòng trắc ẩn, vẫn có cái sự tuổi thân riêng. Vẫn là một cái cá thể mà rất là chào đón tình yêu thương trên đời. Cho nên đôi khi các bạn cũng nên có những cái hành động, hoặc là các bạn tặng quà, hoặc là các bạn làm gì đó mà các bạn thể hiện đúng cái ngôn ngữ yêu thương của cái người kia. Ví dụ như cái người kia là cái ngôn ngữ yêu thương của họ thích được tặng quà, thì các bạn hãy đem những cái món quà mà họ yêu thích á, các bạn tặng thì sẽ gây một cái ấn tượng rất là sâu sắc các bạn, và gây cái sự xúc động rất là cao. Nếu như ngôn ngữ yêu thương của họ là những cái lời nói yêu thương, thì các bạn hãy là trân trọng những gì họ làm á, và chúng ta dành tặng những cái lời nói yêu thương, những cái lời nói khuyến khích động viên, thì cái điều đó nó sẽ đem đến cái sự xúc động rất là cao. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tôi hai nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là người chọn chiếc vòng này nhé. Mình để đây nha. Và chúng ta sẽ nói về tarot tình yêu, là thông điệp tình yêu dành cho bạn lúc này. Mình cảm nhận được nguồn năng lượng của các bạn tụ ba. Thật ra các bạn tụ ba là những người rất là kiểm soát, làm chủ cuộc sống của mình. Và đây là thời điểm bạn cũng có những cái sự hài lòng, những cái sự thành công nhất định trong cái hành trình của bản thân rồi. Bạn đang rất là hài lòng về bản thân mình. Cái mà các bạn đang muốn thêm vào trong cái cuộc sống của mình á, là hương vị của cái sự chữa lành. Hương vị của cái sự chia sẻ tình yêu thương là cái mà các bạn thích, đang muốn thêm vào trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải
các bạn còn gọi là đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống nữa. Có thể nói ở đây các bạn có thể là bậc thầy của cái gọi là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống rồi. Các bạn đến nghe những cái gọi là chữa lành á, không phải các bạn không biết nhiều về chữa lành, thậm chí các bạn có thể là những người có những kiến thức sâu dày, những kiến thức nhiều hơn cái người mà đang chữa lành cho các bạn nữa. Mình ví dụ giống như các bạn đi nghe tarot, không phải là các bạn muốn tìm kiếm nhiều cái thông tin từ tarot, mà thậm chí các bạn có kiến thức còn nhiều hơn cái người mà đang trải tarot cho các bạn nữa. Nhưng các bạn vẫn nghe, bởi vì sao? Bởi vì các bạn đang muốn hòa vào trong cái nguồn năng lượng của cái cộng đồng mà nơi cái cộng đồng đó có thể cùng chung nhau chia sẻ những cái gọi là giá trị tinh thần. Bởi vì cái đời sống vật chất của chúng ta, con người ta trọng cái giá trị vật chất đã lên rất cao, và càng như thế thì giống như nó đang có cái sự mất cân bằng giữa cái giá trị vật chất và giá trị tinh thần á, cho nên các bạn muốn hòa mình vào trong cái cộng đồng có sự chữa lành để mà cân bằng lại cái gọi là giá trị vật chất và tinh thần mà thôi. Chứ còn nói về năng lực các bạn, kiến thức các bạn cũng như sự trải nghiệm, cái sự hiểu biết các bạn hơn rất nhiều cái người mà đang ngồi nói cho các bạn nghe. Khi các bạn đã tự tin vào trong bản thân của mình rồi á, thì các bạn đang trong dòng năng lượng gọi là tự nhiên, rất là tự nhiên để mà đón chào tình yêu đến, nếu như tình yêu có đến đó. Hoặc là các bạn đang trong một mối quan hệ nào thì các bạn đang có một cái sự thả lỏng gọi là no string attached, có nghĩa là các bạn không có muốn để cái dòng năng lượng của cái sự dính mắc trói buộc mà các bạn đang thích thả lỏng, để điều đó chứng tỏ là tôn trọng lẫn nhau, điều đó chứng tỏ là cùng nhau phát triển, điều đó chứng tỏ là cho nhau cái niềm tin. Các bạn đang có năng lượng của triumphant success, những cái sự thành công chiến thắng ở đây. Đây là năng lượng các bạn nè, cho nên mình mới nói năng lượng các bạn rất là cao. Ở đây các bạn có những bạn còn thành công hơn những gì mà người khác nhìn thấy được. Người khác có thể nhìn thấy các bạn có những cái sự ổn định vững chắc, có những sự thành công trong cái sự cân bằng hài hòa, nhưng thực sự cái sự thành công của bạn, cái sự thật đang đến, sẽ đến, hoặc là các bạn đã đến rồi, là những cái sự thành công lớn mang tính chất gọi là quyết định, mang tính chất gọi là bước ngoặt, một cái sự thành công lớn. Một cái sự thành công lớn này đã được đưa ra sau một cái quá trình, sau một cái quá trình sâu dày. Và các bạn đưa ra cái này, nó mang tính chất của cái quả quyết rất là nhiều, của cái nhiệt huyết rất là cao, của cái sự kiểm duyệt, của cái sự chuẩn bị rất là sâu, rất là dày ở trước đó. Đó các bạn, và quyết tâm rất là cao độ, cho nên đây là một cái bước chuyển hóa rất là lớn, và cái hiệu quả của nó là làm thay đổi rất là nhiều. Có một số bạn còn thay đổi luôn cả cái nhân sinh quan, một số bạn thay đổi, có thể gọi là thay đổi cuộc đời mới vô cùng, và các bạn phát triển thành một cái phiên bản sau nó quá khác biệt so với phiên bản trước đó của bạn. Cho nên bạn tìm đến sự chữa lành, hay nói cụ thể hơn á, bạn tìm đến tarot là vì có thể bạn có một cái sự yêu thích tarot là một cái gì đó nó dễ thương chẳng hạn, thì bạn có cái sự yêu thích. Chứ còn về năng lực, về khả năng, về mọi thứ ở nơi bạn, nó đã vượt xa cái sự chữa lành từ tarot, cái sự hiểu biết của bạn, cái sự thấu hiểu của bạn nó đã vượt xa. Các bạn có conflict defeat, cái này mình có bị bất ngờ nè, để mình xem tiếp ha. Cái này là năng lượng của năm kiếm các bạn.
năng lượng của năm kiếm, conflict defeat. Tại hai thông điệp này á, nó bị chỏi nhau. Lạ, rất là kỳ lạ. Năng lượng các bạn tụ ba là cái nguồn năng lượng lạ nhất luôn. Bởi vì á, đây là nằm trong cái chặng đường của bạn á, nằm trong cái hành trình của bạn, nó có nhiều nhiều sự có nhiều cái mâu thuẫn đối nghịch nhau. Rồi có thể các bạn nằm trong top những người rất là đặc biệt, hoặc là các bạn có những cái khả năng rất là đặc biệt, hoặc là các bạn là những người có khả năng khống chế được tinh thần rất là cao. Dĩ nhiên là khống chế tinh thần của chính mình nha. Đó, một phần các bạn á cũng có khả năng khống chế tinh thần của người khác, nhưng quan trọng là các bạn có thích làm ấy, có thích hay không thôi đó. Rồi bỏ cái đó hoàng bên đi nha các bạn. Rồi cho nên là mình khó nắm bắt cái năng lượng các bạn ha, khó nắm bắt năng lượng các bạn. Rồi tiếp. Universe. Bây giờ trải bài của chúng ta là trên tinh thần là nói về tình yêu đúng không? Thì mình muốn nói với các bạn là tình yêu các bạn, riêng cái khía cạnh tình yêu nha, là các bạn sẽ đạt đến hoặc là các bạn đang đạt đến rồi nè, là một cái sự trọn vẹn, một cái sự hạnh phúc trong tình yêu. Tại chúng ta có thông điệp của The Universe, cho nên có thể là trong lúc này đây á, bạn giống mình nhận ra rồi. Bạn, các bạn tụ ba có một số bạn sẽ giống như kiểu nhiều nhân cách á, nhiều cá tính, nhiều nhân cách. Có lúc thì bạn thấy tinh thần của mình lên rất là cao, và có lúc thì bạn thấy sao tinh thần của mình nó là tụt dốc, giống như có lúc tinh thần ở trên trời á, và có lúc tinh thần thì tụt xuống vực thẳm đó. Cho nên mình mới nói là các bạn có bị cái gì đó, những điều gì đó bị gây ấn tượng, bị gây dấu ấn nặng từ trong quá khứ, làm cho các bạn có thể gọi là nhiều cái tính cách, nhiều nhân cách ha. Nói vui nha, nói vui là gọi là đa nhân cách á. Còn về cái công việc sự nghiệp thì là các bạn đã thành công, đang thành công, hoặc là các bạn sẽ rất thành công, cho nên cái mảng về sự nghiệp á là các bạn sẽ rất là thành công. Và có một điều như thế này, người bên ngoài nhìn vào có thể thấy các bạn là một mẫu hình lý tưởng của sự thành công. Bởi vì sao? Có thể là rồi các bạn sẽ xây dựng được á sự nghiệp vững chắc, các bạn có tiền tài, có danh tiếng, có địa vị xã hội, có những thứ mà nó tạo nên cái sự tự hào, sự ngưỡng mộ từ nơi các bạn. Nhưng mà chỉ có các bạn mới biết được một cái mặt còn lại của mình. Cái mặt còn lại của mình là nó đang ở vực thẳm á, là một cái phần ẩn sâu trong tâm hồn các bạn là còn đang ở dưới vực thẳm á. Cho nên mình mới nói có một cái sự mâu thuẫn, tức là bạn đã từng có những cái tổn thương rất là nặng, và những cái sự tổn thương đó nó còn gây dấu ấn, nó còn bị ảnh hưởng rất là nặng với các bạn bây giờ. Có thể là sự việc nó đã qua lâu rồi và nó cũng đã kết thúc, chấm dứt luôn rồi. Nhưng nó gọi là chấn thương, nó để lại cái gọi là chấn thương, ghi dấu ấn ở nơi bạn. Cho nên có những lúc bạn sẽ đối diện, bạn ở một mình, bạn đơn độc, thì bạn sẽ đối diện, bạn có thể thấy lại, bạn hồi tưởng lại những cái cảnh, những lúc mà bạn từng bị cái tổn thương đó. Cho nên cái cần thiết của các bạn bây giờ là một cái sự chữa lành, là một cái sự chữa lành ha. Rồi cái này thì nó hoàn toàn không có liên quan đến cái năng lượng tình yêu của bạn nhé. Năng lượng tình yêu của bạn rất là tuyệt vời, người yêu của bạn rất là lý tưởng. Một số trường hợp các bạn đã nhận ra cái người yêu của mình là ai rồi. Một số trường hợp các bạn sẽ chuẩn bị đón nhận cái người yêu lý tưởng này. Người yêu các bạn thì giống như là cả thế giới với bạn. Là bạn sẽ thấy cái người này đến với cuộc đời các bạn. Người yêu đến với cuộc đời các bạn thì họ là cả thế giới luôn. Tức là họ có tất cả những gì mà các bạn có một cái sự khao khát, có rất là nhiều.
Và tuyệt vời là cái người yêu này đến với các bạn. Người yêu của các bạn là một cái người có tinh thần rất là mạnh mẽ, có một cái tinh thần rất là mạnh mẽ. Và cái người yêu của bạn là một cái người họ mạnh mẽ thật sự từ bên ngoài đến bên trong á. Còn các bạn là những người mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ bên ngoài còn bên trong là các bạn có sự nhạy cảm, các bạn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tổn thương. Cho nên khi mà các bạn gặp người yêu của mình á, thì các bạn thấy là họ có tất cả những gì mà các bạn đang thiếu á. Cho nên là có thể nói họ là cả thế giới của bạn, họ là cả vũ trụ của bạn. Rồi. Nhưng mà hầu như là người ngoài nhìn vô sẽ không có thấy được cái sự tổn thương này của bạn đâu nhé. Bởi vì bên ngoài của bạn là một chiến thắng vinh quang. Những gì mà ở bên ngoài của bạn là mẫu hình của thành công, thành đạt. Khi mà người yêu đến, người yêu, cái người bước vào cuộc đời các bạn là những người mà người ta có cặp mắt rất là tinh tường. Người ta nhìn thấy được tất cả những cái góc khuất ở trong tâm hồn của bạn. Người ta thấy được trái tim của các bạn có sự tổn thương nặng nề như thế nào. Người ta có thể nhìn thấy được. Các bạn có Ace of Pentacles 1 tiền, Three of Wands. Trời. Để mình Two of Wands. Trời, bài các bạn đẹp lắm. Mình sẽ dơ lên cho các bạn nhìn kỹ nha. Dạo này xung quanh hàng xóm láng giềng này nọ của mình á, có cái vụ sửa chữa này nọ rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy lâu lâu có nhiều tiếng ồn lắm. Các bạn nhìn thấy nè, hai vợ chồng nè, có em bé ra đời nè, đó. Còn đây là hình ảnh của hai đứa trẻ nè, đó. Rồi bây giờ mình giải thích nha. Đây là một cái năng lượng tình yêu mới của bạn nha, tại vì chúng ta có Ace of Pentacles, tức là cái người bước vào cuộc đời các bạn á, là các bạn chỉ quen trong vòng có vài tháng trở lại thôi, hoặc là các bạn sắp quen, các bạn sẽ sắp gặp họ rồi. Đó, vì đây là năng lượng của tình yêu mới. Nó không phải là trong cái nguồn năng lượng của cái tình yêu mà các bạn có sự on up nào đó trước đó đâu nhá. Và chúng ta có năng lượng của Ace of Pentacles là cái cơ hội mới, những cái sự khởi đầu mới. Đó các bạn, mình thấy được là đây là the one của bạn luôn á. Cái người yêu đến với cuộc đời các bạn á, là một cái người mà hồi nãy mình ví như là cả thế giới, cả vũ trụ của bạn á, là một cái người có tất cả những gì mà bạn còn thiếu ở cái phần sâu bên trong tâm hồn của mình. Và mình thấy người này có cặp mắt rất là tinh tường, hiểu các bạn. Thì mình thấy được là các bạn sẽ nhanh chóng trở thành một gia đình. Đây là cái người gọi the one của bạn luôn á, là một cái người mà sẽ đi cùng bạn trên con đường. Các bạn sẽ nhanh chóng gặp nhau, rồi các bạn nhanh chóng trở thành một gia đình, có em bé luôn, có một bé. Và cái cuộc sống của hai bạn á, với nhau thì là cuộc sống mà có cái sự hài hòa với nhau. Các bạn vui vẻ giống như là hai đứa trẻ, kiểu như là không cần biết các bạn bao nhiêu tuổi nha. Nhưng mà trong tình yêu này các bạn không có cách nào có thể gọi là đeo mặt nạ, và không có cách nào gọi là che giấu cái góc khuất tâm hồn của mình được. Đó. Cho nên là các bạn vô tư hồn nhiên ở bên nhau như là hai đứa trẻ. Đó. Đó các bạn, cho nên là có thể nói tình yêu này của bạn á, gọi là ánh mặt trời của bạn, là ánh mặt trời của bạn. Và các bạn có thành viên thứ ba, các bạn có em bé ra đời nha. Và tình yêu này của các bạn sắp đơm hoa kết quả rồi đó, có nghĩa là rất là nhanh chóng thôi các bạn sẽ có gia đình và có tin vui em bé liền luôn. Cho nên cái tình yêu mới này của bạn là gọi the one của bạn luôn đó. Các bạn có transformation. Wow. Thông điệp này là dành cho bạn.
tại mình thấy nó khớp với năng lượng của bạn. Các bạn có 9 of Wands, các bạn có 2 of Swords, hai kiếm. Mình thấy là các bạn sẽ, khi mà cái người yêu này bước vào cuộc đời bạn á, thì là bạn cho đóng luôn cái cánh cửa mà bạn cho kết thúc luôn, tức là bạn đủ sức mạnh để mà cho kết thúc luôn cái nhân cách mà hồi nãy mình nói là có một cái nhân cách của bạn là ở dưới vực thẳm của tinh thần á, là bạn cho kết thúc luôn và bạn đón chào một cánh cửa mới. Tức là cánh cửa mới là họ, và bạn sẽ đi về phía cánh cửa có ánh sáng này. Các bạn đến với nhau là các bạn là một cái mảnh ghép còn thiếu của nhau. Các bạn là một cái mảnh ghép còn thiếu, thêm cái mảnh ghép của các bạn nữa, thì đó chính là một cái bức tranh hoàn hảo. Và cái người yêu của bạn là một cái người có cá tính, họ biết họ là ai. Họ biết cách bảo vệ bản thân của họ, là một người rất là cá tính các bạn. Họ rất là độc lập, mặc dù bạn rất là thành công. Bạn sẽ rất là thành công trên cái con đường công danh, sự phát triển, tiền tài, vật chất, vân vân. Nhưng mà người yêu của bạn có thể là không thành công bằng bạn về cái phương diện sự nghiệp, tiền bạc. Nhưng mà họ thành công ở cái phương diện là họ biết họ như thế nào. Họ biết họ là ai, họ biết cách bảo vệ bản thân của họ, họ biết cái giá trị của họ. Rồi, mình tiếp nữa nha. Cho nên mình nói vui, các bạn tụ ba là người có bệnh đa nhân cách, thì cái người yêu này của bạn là sẽ trị được cái bệnh này của bạn. Cuối cùng là bạn hợp nhất lại còn có một nhân cách ha. Cho nên cái nhân cách mà lâu lâu các bạn thấy là đang ở đáy vực của tinh thần á, thì cái nhân cách đó nó sẽ kết thúc, và các bạn sẽ sống với cái phiên bản được chữa lành và rất tự hào với những sự thành công của bạn. Các bạn có fork in the road, các bạn có yin, các bạn có poise. Không cần biết bạn là nam hay nữ, tại trong mỗi chúng ta đều luôn sẽ có một phần năng lượng nam và một phần năng lượng nữ trong mỗi một cá thể chúng ta. Năng lượng nha các bạn, không nói giới tính. Rồi, trước khi bạn gặp cái người yêu của mình á, thì bạn có nhiều những cái sự hoang mang trái ngược với cái hình tượng mà bạn tạo ra bên ngoài. Hình tượng bạn tạo ra bên ngoài là một cái hình tượng vững chãi và hợp nhất, nhưng thực sự cái tinh thần của bạn nó có cái sự chi nhánh, nó có cái sự hoang mang. Và kiểu như nó còn thiếu những cái nguồn năng lượng khác á, thì khi cái người yêu đến với các bạn thì nó hợp lại thêm cái nguồn năng lượng nữ vào, thì bạn thấy được á là bạn thấy cái sự hoàn hảo, bạn thấy cái sự trọn vẹn ha. Và các bạn sẽ rất là hạnh phúc, các bạn sẽ rất hạnh phúc, và giống như kiểu các bạn vui. Các bạn nhảy cẩn lên, các bạn chào đón cái nguồn hạnh phúc đến với mình. Các bạn rõ ràng hơn trong cái cuộc sống. Đó, và tinh thần các bạn á, sau này là một cái tinh thần của sự vui vẻ và hạnh phúc, tự tin rất là nhiều. Rồi, tiếp. Thiên thần nói gì với các bạn đây? Chúng ta có Last Quarter the Moon ở bò cạp. Các bạn có Take Inspired Action, rồi đó các bạn, Reveal What Needs to Be Seen. Đến lúc là thể hiện một chút cái sự yếu đuối ra bên ngoài thì không, cũng không có nghĩa là đánh mất đi cái sức mạnh của mình. Đó các bạn, các bạn đã từng là có cái sự gồng lên để mà tạo một cái hình tượng của sự thành công. Thật sự các bạn là người thành công thật sự, và các bạn là người có những bản lĩnh rất là cao, giống như mình phân tích ở những cái lời nói đầu á. Nhưng mà
cái mà yếu đuối ở đây là gì? Cái sự yếu đuối của các bạn á, là các bạn có trái tim, các bạn là những có trái tim, các bạn có cảm xúc giàu tình cảm rất nhiều, nhưng mà các bạn che đậy nó. Tại vì giống như các bạn đã từng thể hiện cảm xúc nhiều á, rồi kiểu như cảm xúc không được trân trọng và các bạn bị tổn thương. Cho nên các bạn giấu đi cái con người thật của mình, là một người có cảm xúc rất là nhiều, dễ xúc động trước những cái mảnh đời mà có sự bất hạnh á. Các bạn giấu nó đi. Nhưng mà vũ trụ muốn nói các bạn thể hiện cảm xúc đó ra thì không có gì là sai cả. Và chúng ta cho dù chúng ta có rơi nước mắt, chúng ta có yếu đuối trong một khoảnh khắc nào, thì nó cũng không có nói rằng chúng ta là người yếu đuối đâu. Các bạn vẫn là một cái người mạnh mẽ. Thì vũ trụ muốn nói như vậy, cho nên là bạn hãy thoải mái với tất cả cảm xúc của mình. Hãy sống theo cách của mình nhé. Và bạn muốn làm điều gì cho cuộc đời của mình thì cứ hãy sống theo cách của mình, không nhất thiết là phải gồng lên để mà tạo dựng một cái hình tượng nhất định nào đâu. Hãy cứ sống thoải mái theo cách của mình. Wow, các bạn có Israel, lớp, Rugit, các bạn sắp được nhận quà, hoặc là các bạn là người tặng quà, các bạn có Health Face, thì một lá nữa nha. Wow, đây là lá mình mong chờ nhất nè, Get to know each other. Ở đây các bạn có nè, đây, các bạn sắp thể hiện tình yêu của mình một cách công khai rồi nha. Người yêu thể hiện với các bạn tình cảm công khai, hoặc bạn thể hiện tình yêu với người ta một cách công khai thông qua những món quà. Thông qua những món quà cụ thể luôn nè. Tại đây là cái anh này đang tặng cái viên ngọc quý này cho cái cô bên đây đó. Thông qua những món quà mà mình thấy là các bạn rất là vui luôn á, bởi vì đây là một món quà có thể là rất là trúng ý các bạn. Hafei, hãy hồn nhiên ha, hãy hồn nhiên thì em sẽ bình yên. Là cái thông điệp này mang ý nghĩa như vậy các bạn. Hãy cứ hồn nhiên, hãy cứ chuyển hóa. Hãy tin vào chính bản thân của mình. Hãy đặt niềm tin vào tất cả những gì mà các bạn đang có nè. Và các bạn sẽ đi bên nhau cho đến khi các bạn già đi. Các bạn già đi cùng với nhau. Khi các bạn trẻ, các bạn nhìn nhau cũng đầy ắp cái sự yêu thương và nhiều tiếng cười. Và khi các bạn già đi, đến lúc các bạn răng long đầu bạc hết rồi, các bạn vẫn nhìn nhau với những cái nụ cười như thế. Và giống như càng già thì sẽ là càng yêu thương nhau nè. Đó. Mình xin kết thúc thông điệp của các bạn tụi ba nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.